Trong phim này thì em đóng vai gì Quy Quy? Dạ trong phim này em đóng vai khách mời thôi. Vậy là anh hai em là giống nhà. Anh đóng vai khách mời một phân đoạn rưỡi. Một phân đoạn rưỡi. Còn đây là diễn viên nam diễn viên chính Quy Khánh. Quy Khánh đó là em của Tiết Cương. Mà trong phim là lúc nào Quy Khánh cũng đóng vai chính đó. Còn anh là anh đóng khách mời không? Để tôi Quy Khánh anh hỏi. Cho anh hỏi cái em là em của anh mà sao trong phim lúc nào em cũng đóng vai chính mà anh đóng khách mời không là sao? Thì giống như là anh là nhường cho em á. Nhường nha. Thì mấy mốt anh làm phim đi, anh đóng vai chính thì mời em lại vai khách mời. Giống không? Giống không? Xin kính chào quý diễn giả đến kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Quý diễn giả thấy nào này Tiết Cương ngầu không? Đó, quá ngầu luôn. Và địa điểm đến đó chính là đây, số 5 Nguyễn Tất Thành, đó, Du Thuyền Sài Gòn. Hôm nay Tiết Cương lên độ vậy là để đi họp mặt họp báo Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải. Mời là địa chỉ là ở số 5 đường Nguyễn Tất Thành, bến Du Thuyền. Vì đó lần đầu tiên Tiết Cương mới bước chân vào đây. Mời quý vị cùng với Tiết Cương vào bên trong để xem hôm nay họp báo có những gì và có những diễn viên nào và quá trình lịch quay Lật Mặt sắp tới phần 6 như thế nào quý vị nhé. Wow, đi vào thấy có con tàu bự quá quý vị ơi. Đó, đằng kia là hình như lên mắt 81 tầng á. Còn đây này cái tàu quá bự luôn này, Eliza. Nhưng mà không, hình như không phải họp mặt ở tàu này. Tàu này mà được lên buổi tối đi ăn đã lắm nè. Đây có tàu Sài Gòn Greensit. Đó. Thì đằng kia Tiết Cương thấy rất là đông người. Đó. Chắc là họp báo đằng kia rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến đó và vào bên trong xem như thế nào nha. Wow, trời, gặp nhiều tài tử gia nhân. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Đây là bờ sông Sài Gòn nha quý vị. Đó, bờ sông Sài Gòn rất đẹp. Bên kia là Thủ Thiêm, quận 2, Sa La. Đó, Sài Gòn mình càng ngày càng đẹp nha quý vị. Đó, con, đây có con cá nha quý vị. Đó, tàu là thịt cá nha, có miệng cá luôn á, quá đẹp luôn. Đường đi vô đây, Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh, khởi chiếu 30/4/2003. Ghê quá. Tấm vé định mệnh. Đó. Thì có lẽ là Lật Mặt 6 cái tên sẽ là tấm vé định mệnh Lý Hải Production. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong. Thảm đỏ luôn, quá ngầu luôn. Đường đi lên con tàu. Và Tiết Cương không biết giờ đang làm bắt rớp, không biết ở đâu luôn. À, đây các nhân vật chính đã xuất hiện, đó, giám đốc sản xuất đấy mà. Thấy đứa Lý Hải có một thằng bé. Có hồng kia nữa. À, chạy xuống bé này có dài trong phim của người ơi. Diễn viên nhí. Cái mặt đeo đúng. Đây là toàn cảnh đi họp báo rất là đông. Nam thanh nữ tú. Rất là xinh đẹp mà Tiết Cương chưa có cập nhật được. Chút xíu nữa Tiết Cương cập nhật được sẽ giới thiệu quý vị. Nam thanh nữ tú. Tôi thấy có make up nè, quay phim nè. Chụp hình bắt rớt đạo diễn hình ảnh nè, giám đốc sản xuất rất là đông vui. Đây những vị khách mời đó, chút xíu chút xíu này đó, toàn người kích chụp hình rất là vui quý vị ơi. Tôi không có vô luôn, có bằng đó. Bây giờ Tiết Cương sẽ đội một cái mũ cướp biển Caribe. Người nhìn thấy ngầu không? Cướp biển Caribe và bây giờ sẽ đi gặp một
đây, nữ diễn viên Quyên Quy đến từ phố núi Gia Lai trung tâm. Trong phim này thì em đóng vai gì Quyên Quy? Dạ, trong phim này em đóng vai khách mời thôi. Vậy là hai em mình giống nhau. Anh đóng vai khách mời một phân đoạn rưỡi. Còn đây là diễn viên, nam diễn viên chính Quy Khánh. Quy Khánh đó là em của Tiết Cương, mà trong phim là lúc nào Quy Khánh cũng đóng vai chính đó. Còn anh là anh đóng khách mời không? Để anh hỏi Quy Khánh. Khánh, anh hỏi cho anh hỏi nhé, em là em của anh mà sao trong phim lúc nào em cũng đóng vai chính mà anh đóng khách mời không là sao? Thì giống như là anh là nhường cho em á. Nhường nghe. Thì mấy mốt anh làm phim đi, anh đóng vai chính thì mời em là vai khách mời. Hai anh em giống như trai nhau. Giống không? Giống không? Như hai giọt nước đi. Lời đầu tiên thì Lê Hải xin chân thành cảm ơn tất cả những đối tác đã đồng hành với Lê Hải trong suốt một quá trình năm phần. Cảm ơn tất cả các anh các chị báo đài cũng như là các bạn cùng với hỗ trợ với phim Đơn Mặt trong suốt quá trình dài vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian trong buổi chiều hôm nay để đến gặp nhau. Mặc dù là trước đó là Lê Hải cũng nhận được một cái tin rất là lớn, rất là hôm nay là có bão vào và cũng rất là lo lắng. Cũng có mấy anh với chị cũng như có bạn cũng hỏi Lê Hải là không biết là buổi chiều hôm nay có thể diễn ra được hay không, mà cũng may mắn là buổi biểu diễn suôn sẻ. Mà một lần nữa xin cảm ơn các anh chị lãnh đạo đã đến có mặt trong buổi này. Ngày hôm nay khi nhìn lại chuỗi series phim của mình với những ngày được cắt ở trên màn hình ấy, thì là cảm xúc của anh như thế nào khi nhìn lại với con tim thần của mình ạ? Tàu đang chạy nha quý vị. Lê Hải cũng rất là xúc động mà nhìn những cái con đoạn mà chiếu lại, tái hiện lại thì mình lại nhớ lại cái khoảng thời gian đó mình đang ở trong rừng, hoặc là mình đang buông dây, hoặc là mình đang bị mưa thì những nắng biết bao nhiêu kỷ niệm rất buồn về. Hy vọng rằng cái lần mặt cuộc sống này cũng sẽ tạo được một cái dấu ấn, tạo được một ấn tượng gì đó cho khán giả. Lúc đấy thì em có nói với tất cả quý vị ở đây đó là nhìn những cái ảnh mà trong buổi casting á, thì kể cả những cái mặt mới lẫn những cái mặt gạo cội có nghề được khán giả công nhận mà vẫn phải casting, thì cái tiêu chí của anh lựa chọn cho bộ phim của mình là như thế nào ạ? Đối với Hải thì Lê Hải rất quan trọng là học vai. Khi mà bắt tay vào viết kịch bản thì Lê Hải chưa có cái ý định là phải đo ly đóng giày cho một diễn viên nào đó, mà khi mà viết xong kịch bản thì lúc đó Lê Hải bắt đầu mới tìm tòi lại coi là không biết là cái diễn viên nào sẽ học cái chỗ cái vai mình sắp tới, thì bên Lê Hải sẽ chủ động liên hệ để mời, hoặc là có một số các bạn xin đi casting. Qua cái mấy ngày casting vừa rồi hơn là một tuần lễ thì cuối cùng thì cái casting thành công và Lê Hải đã chọn ra mình được cái du lịch, và có thể nói là rất là hợp vai cho mấy dự án người mình sống được. Xin được giới thiệu thank you.
cũng xin bật mí sơ về cái phim của Lật Mặt Phần 6. Lật Mặt Phần 6 với tựa đề là Tấm Vé Định Mệnh, và thể loại phim là khác với những cái phần trước mà Lê Hải đã từng làm. Những phần trước thì Lê Hải làm nặng về hành động, đi đôi với hài, hoặc là có phim thì Lê Hải làm ma rồi hài, rồi phim hành trình hài. Nhưng mà đối với phim này thì Lê Hải mang tính chất là nó hơi dứt gân, rồi cộng thêm nữa là tâm lý, và song song cuối cùng sẽ là hài và hành động. Thì đó là một cái mảng mà một cái thể loại mà có thể nói là Lê Hải chưa làm bao giờ. Và đối với Lê Hải muốn thách thức bản thân mình, muốn làm mới bản thân mình, và muốn có một cái sản phẩm mới để trình làng với khán giả, để khán giả không phải nói là Lê Hải chỉ có thể hoặc là quen thể hiện phim hành động. Cảm ơn câu hỏi của Thị rất là nhiều ạ. Quay trở lại phim ảnh sau một cái khoảng thời gian mà em tạm ngưng để mà lo công việc cá nhân, thì trở lại trong bộ phim lần này thì áp lực thì rất là có áp lực ạ. Bởi vì tuy là em đã vào nghề rất lâu nhưng mà em cũng phải đi casting như là tất cả các bạn khác. Và đặc biệt tiêu chí của anh Hải cũng như mọi người cũng đã từng biết, đó là phải hợp vai. Và anh phải thấy đây là diễn viên mình cần tìm thì mới được vào dự án, chứ không vì một bất kỳ một cái mối quan hệ nào cả. Còn về cái vai diễn thì em nghĩ, Ngọc nghĩ là cũng sẽ là một vị Bảo Ngọc thật là khác so với những cái vai diễn trước đây. Tuy nhiên thì khác như thế nào thì chắc là sẽ cho Ngọc giữ bí mật một chút, để mà khi mà chúng ta ra rạp mọi người sẽ có một cái nhìn thật là khác, một cái nhìn thật là wow. Em xin cảm ơn. Lý Hải thấy có một cái làng nghề ở miền Tây là đang bị mai một rồi, đó là ngành dệt chiếu. Ở dưới một cái làng chiếu hồi xưa rất là đẹp trên ảnh, nhưng mà khi mình edit xuống dưới trong bối cảnh đó thì nó bị hầu như là nó bị mất 90% rồi, và người ta đã bỏ nghề rất là nhiều. Thì Lý Hải muốn phục dựng lại, tái dựng là một cái làng chiếu, và song song đó Lý Hải muốn muốn cho mọi người biết thêm về nghề làm chiếu, và muốn cho mọi người quan tâm hơn về cái làm chiếu thông qua cái bộ phim của mình, chứ không có phải như là bối cảnh giống như người Lật Mặt Phần 5. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chủ đề và đề tài của bộ phim này rất nặng đô, cần những người phải kỳ cụ, thâm niên, và thậm chí là mặt phải có chút xíu nếp nhăn thì mới có thể đảm nhận được cái vai diễn của mình ở cái Lật Mặt 6 này. Bởi vì tất cả các tuyến nhân vật trong bộ phim này đa số là phải biết diễn và diễn rất dữ. Dữ đây không phải là hung dữ mà diễn giỏi á. Thì với anh Trung Dũng, anh Quốc Cường, anh Tiết Cương đây, thì với những bộ phim truyền hình mà các anh đóng thì chắc chắn khán giả khắp cả nước cũng đã biết mặt rồi. Và ngày hôm nay anh Hải hội tụ lại tất cả các anh em để có mặt trong bộ phim điện ảnh này là chắc chắn là phải có một cái lý do. Mà lý do đó thì chắc có lẽ là bây giờ Vy Khánh không có tiết lộ được. Nói chung là phim năm nay, đặc biệt là phim của anh Hải, là cái phim tiếp theo nó luôn luôn hấp dẫn và hay hơn phim trước, cho nên là mọi người đừng có bất ngờ về cái vấn đề này. Trong cuộc thi tìm kiếm thiên tài nhí có thể hiện phần gì? Con nhớ không? Vậy là con nhớ xem con hát, con múa hay con diễn kịch? Con nhớ không? À, con làm người mẫu hả? À, bây giờ con thử diễn đi thời trang cho các cô chú xem được không? Rồi cho em một đoạn nhạc cho bé diễn thời trang nha. Rồi trong khi thời gian chờ đợi nhạc, con giới thiệu thêm cho người biết nha. Nhà con ở đâu? Con đang học lớp mấy trường nào? À, con ở Nha Trang luôn hả? Trời ơi, vậy là bây giờ nếu mà con đi đóng phim thì con có phải nghỉ học không? À, khó à. Nhưng mà vậy thì ai sẽ ôm cho con lúc con đi cùng với đoàn phim? Có không? Còn chắc còn chưa biết đâu đúng không? Nhưng mà vẫn phải học. Trời ơi, anh ơi, anh cho bé đi diễn kịch thì sao anh? Anh có thể kiếm cái nhạc thời trang trẻ không? Bất kỳ bài EDM nào đi. Rồi, một tràng pháo tay cho người nổi tiếng của chúng ta. Trời ơi,
được đứng đại diện với ba miền chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi ba đi. Rồi. Một người mẫu. Chương trình họp báo này kết thúc rồi nha quý vị. Thì bộ phim Lật Mặt 6 sẽ được tiếp cận với tất cả khán giả và chúng tôi sẽ được đón nhận sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả để có tinh thần làm bộ phim thật hay dành tặng cho khán giả trong dịp 30 tháng 4 tới đây. Một lần nữa xin gửi lời chào đặc biệt với tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong một dịp gần nhất. Còn bây giờ thì xin mời đoàn làm phim sẽ chụp hình chung cùng với khách mời ở trên sân khấu. Như vậy là đã xong buổi họp báo ra mắt Lật Mặt 6 và trời đã đổ cơn mưa. Thành phố Sài Gòn mưa rất là đẹp quý vị ơi. Và quý vị đã xem buổi họp báo và rất mong quý vị hãy ủng hộ Lật Mặt 6 nhé. Hẹn gặp lại 30 tháng 4 2023 tại các rạp phim. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.